nào mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. À, hôm nay anh em mình lại thèm vịt om xấu mọi người ạ. Thế nên là mình vừa ra chợ làm 3 con vịt về. À, với lại gần 5 cân xấu. Nhưng mà nhiều xấu này có sợ chuồng nhỉ? Chua. Rồi tí nữa mình sẽ xử lý cái món xấu xong. Bây giờ sẽ tiến hành kho mấy con vịt này. Úi, béo múc này. Hay. Hôm nay lại có đặc sản ăn này. Kho cho nó co lại. Hôm nay anh em mình sẽ kho vịt, om vịt cả con luôn nhá mọi người nhá, không chặt ra. Tí nữa mình sẽ gọi là nhồi cho nó sau. Xong rồi tới cầm cả con sẽ nằm xuống ấy nhờ. Nó mới đã chứ. Xong rồi lại còn kia nữa cơ. Mình đun nhừ nó ra cầm cả con đấy, xẻo làm dĩa nó muốn. Ui. Có cùi. Đi đâu bắt bạn. Bắt bạn. Ui xà. Ui nó co hết lên đây nhỉ. Vịt quê mình rất là ngon nha mọi người nhé. Đê mê chưa? Nhìn là muốn xẻo miếng ăn thử. Có thử không? Không. Em chỉ thích ăn món dê nóng mà không thích ăn vịt nóng đâu. Anh có mà không có cầu nữa. Thử. Thơm nhỉ? Khó ăn lên thơm lưng luôn. Hơi bị xịn luôn. Đấy, mọi người nhìn vịt ở mình ngon ạ. Quá đỉnh luôn. Quên mất là mình chặt bỏ cái cổ nó hơi phí. Thế để cả. Thấy bây giờ đấy? Anh em mình sẽ bắt đầu ướp vịt. Ướp vịt á? Đấy, đây là liều vaccine chống Covid dành cho vịt nhé mọi người nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ ướp vịt, đây là gia vị của anh em mình nhá. Đấy, thử xem nào. Người ta tiêm vaccine nào. Ướp kim luôn à? Đấy, ôi, mỗi chỗ một tí thôi. Anh cứ quấn căng mà. Không, quấn căng hay là tiêm dưới da này. À, tiêm dưới da. Nó không ngấm đâu anh ạ. Nó chọc vào trong. Đấy, cứ phải quánh ngập kim. Mỗi chỗ một tí. Anh cho em tiêm thì. Đây, tiêm chọc đúng chung rồi nhá, để tao nhóm lửa. Bây giờ mình sẽ nhóm lửa. Nhưng mà đừng có mặn quá nhá, ông ơi. Chỗ nào đấy, chỗ nào dành thì tiêm thì mới đắng thôi. Đúng là mặn quá. Bây giờ mình sẽ học khóa học gọi là tiêm Covid mọi người. Ôi, để chết ra đi nhé. Thế này đậm lắm anh nhỉ, ngon lắm nhỉ. Tiêm xong lại lật ngược là tiêm lưng. Ok, ta phải tiêm bao câu nữa. Tiêm hết 3 câu nữa. Tiêm cả bao câu nữa. Hôm nay sẽ om xấu cả con luôn nhé mọi người nhé. Om làm sao nó nhừ. Ngon. Đây là phồng to lên. Tiêm chưa? Con này tiêm chưa? Chưa. Tiêm nhiêu
cô nó to lên. Không. Không. Nó phi đến đây. Kiếm con kia với. Con này gì? Con này này. Cái này là mình gồm gia vị mọi người ạ. Ăn thế này ăn hết trời luôn. Và mình sẽ nấu khấu trước cho mọi người nhé. Rồi cho ít mắm muối vào đây. Có sấu trước để lấy cái nước này để hòm vịt ba thì ở đây nhở mì chính mì không mắm nhá mì chính ba thôi mà đừng cho nước mắm ba thì ở mì chính. Ok ok ba bát mắm. Thôi, không phải nước mắm đâu. Chi dầu nhé. Không, không cho nước mắm, ông đổ rửa, lọ là hết. Ui, thơm nhảy nhỉ. Rồi. Ok. Giờ sẽ tiến hành đun sủi cái nước này lên, xong rồi sẽ vớt sấu ra và cho vịt cho mọi người nhé. Sấu lúc này thì nó gần chín ấy. Chín thì mình sẽ cho sấu vào và ninh như vịt đi. Lúc đấy thì nó vừa đỡ chua mà nó lại còn ngon. Nào, mày thả vịt vào đi. Mình sẽ vớt sấu ra nhá. Hoặc là vớt hết không rồi tí nữa kéo ấy đổ. Nó cậy một cái nó đổ đấy. Đấy. Ui da. Mình sẽ vớt hết sấu ra để còn sau. Đấy. Sau sau tiếp tục sau vịt nó nhũn rồi thì mình lại tiếp cho tiếp sấu vào nhá. Nếu mà để nhiều sấu quá là sợ nó sẽ bị ba con này ở trong này là vừa zin đấy nhở. Ok còn này thiếu anh ấy phải tầm 5 con. 5 con thì ăn không hết được. Hết ba con này là vừa mồm. Nhựa sấu ra thơm thơm anh nhỉ. Lật con vịt cho anh. Ok anh ơi. Chúng ta thảo lật nhé. Đấy. Lật cho nó nhũn ui nhũn xương rồi. Ui giời. Dạ. Này. Lật đi. Mình cho nốt cả những cái cổ tiếp vào để cho nó đỡ. Ok. Khoảng tầm 15 phút nữa sẽ được nha mọi người nhá. Đặt lại đây. Tình hình là như rồi nhá mọi người nhá. Không biết là như chưa nhưng mà mình đoán là như rồi. Tấm này là ngon lắm rồi đấy mọi người ạ. Sao nó lại chuyển màu bức nhỉ? Anh ấy nửa xấu anh ạ. Hả? Nửa xấu. Đưa bớt ra. Ui, trơ xương ra luôn. Anh nhỉ? Màu tuy không đẹp lắm nhưng mà ui trời ơi. Giang ơi.
Đấy, nhá. Đấy. Ui sao nó nhũn ra luôn anh nhở? Xoắn thịt lại chắc ngon lắm ấy. Anh để cả nước đi. Nước trắng mà. Ôi xa. Đi. Dù hạnh phúc đã mất, dù trái tim em luôn mong chờ, tình đời luôn như mơ. Ôi trời ơi. Còn chưa, ui anh ơi, cái xương người bên trong này đấy, nó tụt ra xuống dưới này. Đúng lại. Đấy, bây giờ sẽ bắt đầu chuyển nhé. Chuyển đi. Tên, 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 tên. Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức cái món vịt của anh em mình nhá. À, tuy là cái màu sắc nó không được đẹp lắm, xấu, mặc dù anh em mình đã cạo vỏ rồi nhưng mà nhựa xấu nó vẫn ra bám vào cái thịt của con vịt nhá. À, mình sẽ bây giờ mình sẽ sửa ra cho mọi người xem nhá. Mát thế, nước giếng bơm lên mát anh nhỉ. Ui à. Ui, ui nóng nóng nóng. Đấy, ăn thế này, ăn thế này nó. Mọi người ăn thịt trâu cuốn rau cải rồi ra ăn thịt vịt cuốn rau cải bao giờ chưa? Ui, quên phải chấm xì dầu mù tạt chứ. Đúng rồi, phải xì dầu anh ạ. Được, được, hôm nay hết mù tạt. Tạm muối cải ớt ạ. Không cần chấm, không cần chấm. Vừa luôn. Mời tất cả mọi người nha. Không cần chấm. Ăn thịt ôm sống của em mình nha. Không cần chấm. Đây nha. Nó mềm, nó bở không mọi người ạ? Cho mọi người xem cái đùi nó cực không? Đấy, nó mà nó vẫn ngọt nhá. Đấy, nó mềm đến như thế này rồi. À, vịt om sấu đa số là mềm mềm đến mức đấy. Như thế này là ổn rồi nhá mọi người nhá. Quá là ổn áp rồi nhá. Mời mọi người nhá. Em chưa cắn đuôi. Vừa luôn muối. Nãy Ma Lệ bơm vào người nó khá là nhiều protein mặn. Thế nên là protein mặn. Ăn uống trời nắng nóng như thế này ấy, mà ngồi ăn uống ở dưới bể bơi này phê lắm. Trời. Nhấc cả kéo, cầm cái kéo được nó ra luôn là đấy. Chà. Nào, vô. Ngon chưa? Vô. Ngọt lắm. Đấy. Vịt om sấu nó phải như thế này nhá. Tức là độ chua không bị chua quá, may mà mình vớt là vớt xấu ra nhiều, chứ còn không á chắc chắn là nó chua lòm luôn. Nếu mà để làm được món ngon ấy, thì không nên là gọi là lợi dụng, à không nên dùng nhiều quá, cứ siêu to khổng lồ mà cứ dùng nhiều là hỏng hết. Với cả con vịt này nó béo béo ăn nó mới ngon mọi người. Thế này nó mới hợp mọi người ạ. Con vịt nó gầy quá, con cháu không ăn chua đâu. Quá tuyệt vời luôn. Cũng mềm mà ngọt anh ạ. Với cái trời nắng này ạ. Chả có. Mặn. Anh ơi, làm một cái khấu đi được. Đấy. Đấy, quên. Anh cắt cho em cái. Quanh mông nó luôn. Quanh mông luôn nhá. Quanh mông luôn. Đấy, hay là để ăn lấy cái kéo. Quanh mông tròn mông luôn mọi người. Ta lấy cái kéo nhá. Đấy, đấy, cả cái khấu này đi. Vâng. Cắn thế này nó mới ngậy mọi người ạ. Mình vẫn không hiểu sao là tại sao nó vẫn cứ đen đen như thế này, nhưng mà nhựa xấu. Mình nghĩ là do nhựa xấu thật. Vì mình ui trời ơi. Mình om xấu cũng khá là nhiều rồi. Nó hay bị thâm thâm như này. Mời tất cả mọi người nha. Chắc là tại cho cái nhiều. Cái này mới ngậy mọi người ạ. Mình cũng làm cái ít ra. Ít ăn nó ngon. Mềm mềm mềm. Bọc câu thì ăn ngon lắm. Ngon rồi. Quá tuyệt vời luôn. Chân nó nhũn này. Chân nó nhũn đến đây ăn ngon cực nha. Mút bát lắm. Nó vừa chua, nó vừa dai dai. Không là mình sẽ làm cái món chân vịt om sấu. À, chân vịt. Chân vịt đen. Đấy, làm món chân vịt đen không?
biển hơi đặc trưng. Trứng nhãn ấy. Nhãn vịt nó nhau. Tuyệt vời luôn. Ngon thế ạ. Nếu mà anh em mình mà băm ra thì là nó không bị thâm như này đâu. À không phải. Mình nghĩ là do xấu mình đổ vào lúc đầu nhiều quá. Nếu mà cho một ít ấy, thì nó mình bóp nhũn ra ấy, thì nó không bị thâm được. Chắc là do nhựa. À đúng rồi. Xấu vừa mới chảy xong. Thế là ngấm nhựa. Nó mới bị thâm thâm này. Mà thâm mình ngon. Anh ơi, cứ cái vùng nào mà sát đít nó thì ăn cứ phải gọi là hết giờ anh ạ. À. Nó mềm mụp à. Không phải nói đâu. Mình rất thích những cái món om riềng, om xấu cũng kiểu. Ngon. Mềm mụp luôn. Ngọt ngọt. Ngọt lắm. Mọi người có thích cái món om sấu không? Mình còn có món gà om sấu này. Các chưa ai ăn thử. Anh ơi, hôm nay anh em mình phải làm món gà trọi om sấu. Đúng không? Tiến kê om sấu. Ui. Đúng rồi. Gà phải lông hai, đánh nhau nhiều trận rồi nó dai, hiểu không? Nó dai mà mình xào xả ớt nhiều rồi. Om sấu ấy nó mềm mà nó giòn. Ui mà nó chua. Này, ok đấy, bắt tay. Không. Tay gái. Tay đang bẩn. Bắt không bẩn. Được, ok. Ok, đấy, con tỉnh ra luôn nhá. Quân. 10 triệu một con. Có cái cứt. Ba miếng thịt. Là chiến. Này. Thế đây hôm nay anh mình tính tình để báo không được tính kế ăn trộm với em đâu. Thôi không ăn trộm nữa. Máu nào mình bây giờ thời đại 2021 thì 4.0 ai đi ăn trộm nữa. Mà cứ đi theo nó đi đánh gà kiểu gì chả thua. À, kiểu gì chả có trận thua. Thua chả thịt. Thua rồi làm gì? Có chả thịt gì làm gì? Gà em bất tử. Bất bại. Trước khi nó thua thì thịt nó đi. Đừng nào nó chả thua. Không. Đúng không? Không. Thịt nó ăn ngon hơn là lúc thua. Thì bây giờ cứ thịt nó trước đi đã. Đó. Tính thế hôm sau đây là có món gà trọi om sấu nha mọi người nhá. Mình hứa danh dự với mọi người sẽ có món gà trọi om sấu. Không. Mình là người quyết định. Trong mọi cuộc chơi, mình là người quyết định. Gà chọn om sấu sẽ ngon đấy. Mình thích ăn củ cảnh ngon. Em này. Tuy là hơi thơm. Khấu đi. Ngon. Tuy là hơi thơm nhưng mà từ cái bụng nó xuống mà nhỉ. Anh nhìn đứng này nhé. Không phải nhá. Mềm. Ở trong nó đen hết nhỉ. Đen như kiểu bùn đấy. Nhưng mà rất là ngon. Quên, cái nước canh này mà chan cơm thì hết giờ nước canh chấu này. Quên hơi thiểm mà hút. Cái nước canh á nó vào chan được cơm ăn phải à? Quên sâu. Tuyệt vời luôn. Ui dồi. Không cần muối này. Vừa rồi. Mà dùng cái kim tiêm bơm vào con vịt này nó ngấm đều gia vị hết. Đấy, lần sau anh em mình ướp mình sẽ dùng kim tiêm. Nhỉ? Thế mà sao mình không nghĩ ra? Quá đẳng cấp nhỉ.